Vâng, tiếp tục là những cặp loa rất là hot cũng như là những dòng loa hay của hãng Boss, đó là 4.2 Series 2. Cặp này thì series nó là như thế nào? Mời các bác cùng xem phía sau nhé. Đấy, cặp này series là 99235 nhé, 99235. Đây là những cặp Boss mà em đấu giá về từng cặp mà trong đợt này cũng là về được hai cặp. Đấy, hai cặp mà cặp trước, cặp sau. Cặp trước em cũng đã quay chi tiết các bác rồi, cặp nào cũng gọi là đẹp mút mùa luôn nha. Series em cũng đã báo cho các bác biết rồi. Đấy. 99235 này. 99235. 4.2 series 2, thùng vàng hàng Mexico. Hàng đó mang Mỹ về, hay là phía sau của nó này các bác. Đẹp keng luôn, thành sắc cạnh đấy nha, sắc lím hết nha các bác. Nguyên mộc mạc nha. 99235 nha các bác, các bác thấy độ mới của trạm loa này. Những cặp này nghe nhạc tuyệt vời các bác, vừa tuyệt vời vừa hát karaoke. Thì nói về vừa nghe vừa hát thì Boss vẫn là lựa chọn hàng đầu nha các bác. Thứ nhất là hay, thứ hai là gọn gàng, thứ ba là thương hiệu nữa. Và 4.2 Series 2 là phiên bản nâng cấp cuối cùng của những dòng mình Boss Trail, là nó là sự nâng cấp của từ 301 Series 3. Các bác nghe 301 Series 3 thì nghe nhạc thì các bác cũng, nếu cảm nhận thì các bác chưa nghe qua 4.2 á, thì các bác sẽ thấy nó 301 Series 2 nó hay. Nhưng mà nghe 4.2 rồi thì nghe lại 301 Series 3 thì nó lại hết hay. Có nghĩa là con 4.2 nó nâng cấp cái phần giải cao, nó trở nên mượt và mịn hơn so với con 301 Series 3. 301 Series 3 thì cũng làm có một chất âm tốt, nhưng mà giải chép nó hơi bị, gọi là hơi bị chó, hơi bị khô một tí thôi. Nhưng lên 4.2 thì được cải thiện cái điều đó. Và vẫn giá em cho các bác là 16 triệu 200 nha. Đẹp ngất ngay khoai tây này. Các bác cùng xem e căng nha. Đây là cái gì ạ? Mướt đông luôn nha. Đấy. Mướt rượt luôn. Đấy. Rồi. Hàng đó bay về là gân zin hết nha các bác. Gân zin hết nha. Các bác thấy không? E căng này đẹp ngất ngay luôn. Gân zin. Em phục vụ những bác khó tính thích gân zin. Là gân zin thì tất nhiên là ốc ác không có đụng chạm gì hết các bác à. Đấy, các bác thấy từ ốc ác này, những cái ốc ác nó mở ra là những cái cặp mà hàng container về một đống các bác. Về một lô là gân nó sẽ bị mục. Thứ nhất là hàng người ta gom, người ta để rất là lâu trong kho, không khí vân vân tùm lum tà la hết. Còn đây là những cặp họ tại nhà người dân quá, coi như họ mua, họ sưu tầm, họ đều cắt. Đa số là bên Mỹ người ta ít là dùng rồi các bác, đa số người ta đi làm là chính. Đấy. Nếu các bác nào ở bên Mỹ biết rồi, cũng như những cái âm ly bên Mỹ có nhiều khi người ta mua thích, người ta mua người ta để đó mấy chục năm, bỏ nguyên thùng xốp trong kho luôn. À, sau khi họ đăng lên những trang mạng của Mỹ họ bán thì mình có thể đấu giá và mua về. Và đang mời các bác cùng xem tiếng loa này. Đấy. Loa mic check và là loa bass này các bác. Đấy, đẹp ngất ngay nha. Đẹp là không một cái điểm trừ là luôn nha, các bác cùng xem này. Đấy, hàng mạng nó có cái điểm nó đẹp trừng luôn. Đấy. Các bác thấy hàng mạng không? Hàng mạng đâu dây bay về nó có một cái gọi là độ nét, độ chi tiết của sản phẩm nó rất là cao, nó ở cái mức độ gọi là chúng ta nhìn nó rất là thích. Đây có thể luôn thành sắc cạnh đẹp keng xà beng luôn nha. Hai có nhìn cái này. Lo là bên em bao zin tuyệt đối cho các bác nhé, và bảo hành là trọn đời sản phẩm, và thứ ba là bảo hành là lo chắc Mỹ chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nào hết. Các bạn thấy không? Đẹp. Rồi thì video đến đây là kết thúc. Bác nào muốn sở hữu cặp Boss 4.2 này thì alo cho qua hai số điện thoại trên nha. Em nhắc lại series một tí chứ nói nãy giờ em cũng quên rồi. Nó là series là 99235 nha các bác. 99235. 99235. Giá là 16 triệu 200 nghìn đã bao gồm phí ship, các bác cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên nha. Còn chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn 16 triệu bao ship. Chuyển khoản đủ thì vẫn bao ship, mà cọc tiền vẫn bao ship, nhưng mà chuyển khoản đủ thì đỡ tốn tiền phí tu hộ nên em bớt 200.000. Đó là cái chương trình cũng như là bán hàng mua hàng bên em, cọc tiền thì vẫn cái giá như trên, thì cọc tiền thì thu hộ nó tốn tiền, thu hộ 1% mà thu 15 triệu nó mất 150.000 rồi, hay nó tốn phí.
Còn nếu các bác chuyển khoản đủ thì em bớt trực tiếp vào giá trị sản phẩm luôn, thì 200 nghìn như thường lệ mà tất cả sản phẩm em đều bán ra như thế. Còn giá trị nó cao thì nó bớt được nhiều nữa. Vì cũng như là 1% với thu hộ 30 triệu á, thì nó tốn 300 ngàn, thì các bác chuyển khoản đủ thì em bớt 300 ngàn ở đây giá trực tiếp vào giá trị sản phẩm. Còn một cái sản phẩm 50 triệu thì nó khi thu hộ 50 á, thì nó lại tốn 500 nghìn đấy. Còn khi có nếu các bác chuyển khoản đủ thì đỡ tốn tiền phí nên là bớt thẳng 500 cho các bác đó, là vậy thôi chứ không có gì hết. Nên chuyển khoản đủ hay cọc tiền thì nó cũng như nhau thôi, còn chuyển khoản đủ thì nó các bác sẽ đỡ tốn hơn thôi, mình tiết kiệm được chút đỉnh đấy. Còn sản phẩm thì em cũng đã quay hết rồi, báo series cho các bác hết, nếu còn thì em sẽ giao lưu với các bác, còn không còn thì em sẽ đưa các bác đến sản phẩm cái khác. Các bác yêu thích sản phẩm nào thì các bác lấy ủng hộ sản phẩm, và các bác nhớ đừng quên đăng ký kênh nha, đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.